Bình tĩnh lại đi. Anh em đi, cô trả lại cho tôi biết đi. Vậy là cả ngày hôm nay là một tay cô sắp xếp cái chuyện mà cái buổi tốt nghiệp sáng này của cô hết đó hả? Em xin lỗi chị, em xin lỗi anh. Cô giỏi lắm hả? Cô là có biệt tài tạo cho người ta sốc và tổn thương mà đúng không? Hả? Mẹ sao mẹ nặng lời vậy mẹ? Con im đi. Ủa, em về đó hả? Dạ. Lễ tốt nghiệp vui không? Dạ, cũng vui. Ổn rồi. Ủa sao hai người về chung vậy? À, tụi em gặp nhau trên đường á. Hả? Ủa sao không nhận mình vậy? My đâu rồi? My nãy mới về đây nè, xong rồi Tiễn nó chạy đi tiếp nữa rồi, chẳng hiểu nó đi đâu vậy ta. Ủa chú Julian. Tạm biệt. Con đang đi đâu vậy? Dạ con đem một ít đồ cho ông nè. Còn chú? Chú đi kiếm con á. Ồ kiếm con hả? Có chuyện gì hả chú? Tặng con nè. Dạ. Ủa, quà hả? Bữa nay đâu phải là sinh nhật của con đâu ta. Cái này á để chút cho con thi tốt, học chăm chỉ lên nha. Trời con đâu có cần quà cáp gì đâu chú. Thôi nhận đi cho chú vui ha. Dạ vậy con cảm ơn chú nhiều nha. Cố lên Tâm Ý. May ghê, không ngờ lại gặp được con trên đường luôn á. Dạ. Phải, người tôi thích chính là Tâm Ý. Nhưng đó là một bí mật. Giờ đây, tôi muốn là một người bạn, một người luôn ở bên cạnh và ủng hộ cô ấy, luôn mong cổ được sống vui vẻ và hạnh phúc. Lật xe ghê quá ha. Tai nạn giao thông giờ. Dạ. Ủa, cô giáo. Ồ. Em ơi, có cô giáo Nguyên tới nè. Hello teacher. Phải nói tiếng Anh ghê á. Ủa My, sao qua trễ vậy? Đáng lý ra bữa nay em phải đi ăn mừng với bạn bè mới đúng chứ. Nè, tính qua đây trả lời cái chuyện về thằng Nguyên đúng không? À, ngồi đi. Dạ thật ra em có chuyện muốn nói. Hả? Có chuyện gì? Ngồi đi. Chị coi cái này đi. Ủa, đây là bằng tốt nghiệp của em mà sao tự nhiên đưa cho chị? Đưa coi bằng tốt nghiệp của cô giáo My coi. Anh hiểu duyên quá. Đẹp ghê á. Bằng tốt nghiệp của trường Nhân Văn có khác ha. Chúc mừng cô nha. Đẹp lắm luôn á bà. Vậy hả? Ủa mà hình như đây in lộn hay gì nè. Chị đúng là chữ nhân mới đúng mà in lộn thành chữ dân nè. Ủa tới rồi hả? Cô My, tôi thấy là cô nên đi về trường rồi xin đổi lại cái bằng khác đi. Chứ in sai chữ kiểu này đâu có được. Dạ, thật ra bằng không có in sai.
Em bình tĩnh lại đi. Anh em đi. Cô trả lời cho tôi biết đi. Vậy là cả ngày hôm nay là một tay cô sắp xếp cái chuyện mà cái buổi tốt nghiệp sáng này của cô hết đó hả? Em xin lỗi chị. Em xin lỗi anh. Cô giỏi lắm hả? Cô là có biệt tài tạo cho người ta sốc và tổn thương mà đúng không? Hả? Mẹ sao mẹ nặng lời vậy mẹ? Con im đi. Chuyện của người lớn không liên quan gì tới con. Tôi nói cho cô biết, kể từ bây giờ tôi không muốn thấy cô ở trong cái nhà này nữa. Cô đi đi. Mẹ, sao mẹ quá đáng vậy? Đi ngay lập tức. Chào mọi người, em đi. Khoan đã. Mẹ ơi, sinh viên trường nhân dân với dân văn thì sao chứ? Sinh viên trường nhân dân không được dạy kèm hả? Không cần chị ấy nói, thật sự là con biết hết tất cả rồi. Con nói cái gì? Cái gì? Định nói cái gì bậy bạ đó hả? Con nói cái gì? Con nói là con biết chị ấy là sinh viên trường dân văn. Nhưng mà quan trọng là chị ấy dạy kèm con điểm con cao thôi chứ mẹ muốn gì nữa. Con im đi. Chuyện này là chuyện của người lớn, không liên quan gì tới con. Nhưng mà... Còn cô nữa, đi ra khỏi nhà tôi. Tôi nói cô có nghe hay không vậy hả? Đi mà lên. Dạ. Khoan đã chị, chị không cần đi. Em không quan tâm gì là sinh viên trường nhân văn hay dân văn gì hết á. Chị đừng đi. Đi vô. Không. Đi vô cho mẹ. Đi vô. Đi vô. Đi thôi. Mẹ. Chào cả nhà, con về. Ủa, My. My, có chuyện gì? My. My. Có chuyện gì hả mọi người? Chuyện của giáo My nè. Ủa, vậy là mọi người biết hết rồi hả?